nào nói đến công việc thì tao tiếp. Sợ lắm. Dí mặt. Ô, hai trái em thế đây. Ô, hai. Một của bà đây. Mày hộ tao đồ nước, cơm lên cái. Bao nhiêu đấy? Bắt thơm đấy. Bắt thơm này ạ. Đó gọi là con nấu cháo lòng luôn. Ôi vứt đi đâu? Thôi thôi thôi. Ui, vứt đi. Cháu đã vứt đi rồi, cho lại đấy. Ui. Cái răng này nó hôi ra. Phí của nhờ. Phí phải cứ bỏ vào đấy, phí quá đây. Phí thì ai ăn. Cái nhớ tao cầm về nó ngã. Cái đấy răng nó thôi ra hôi lắm. Cái đấy phải để hết răng đi. Ý là cái gì đấy? Không có, phải đánh sạch đi. Xôi hai nồi bác. Cháu xem phim. Ôi giời ơi, sao cái thằng Việt nó mua cái bếp ga công nghiệp về mà bình ga đéo mấy mà hết. Ga công nghiệp thì có việc gì mới đun, có phải là lúc nào nhà tao đã cứ bỏ ra đun tí xong quay trực tiếp rồi ạ. Nhà tao bỏ đun đấy hết bố rồi, hai bình ga hết rồi. Sôi ngon nhỉ, sôi ngon hết. Thôi ăn thì làm. Cháu chỉ ăn. Đun lúc lửa to rồi kém mà chán ngay. Thằng đấy bây giờ làm gì nhỉ bạn nhỉ? Thằng Viện ấy. Đang đi tìm nhưng không thấy, hỏi người ấy không có. Đây. Đấy, mắt toàn mắt tròn đấy nhà chị Hồng nhỉ. Thôi. Nó ở đây mà nó chả đi kêu gì. Nó ở đấy mà cái mồm nó không bảo gì. Nó gọi nó mãi nó không lên tiếng. Tao còn để về đồ. Vừa xong.
đấm được ít chê à mà mua chả bán để làm củi già được mấy củi đéo nó đưa xuống chứ mà này ở cái nhà nhà mới mua cho cá chiều tao lên rồi bao nhiêu ông kia cũng tao bảo để nhà mình lấy phải được hàng tháng. Ở đâu cơ? Có phải nhà Thuyết đốt đâu, đội chắc đội nào đốt? Trung Hòa. Trung Hòa. Ông ấy tí nữa phải lấy anh nhá. Để lấy đồ đi. Cái gì chín đâu ấy chứ. Hai đứa nữa đi nhá. Nó thịt gà thì lúc một giờ đêm mà. Ôi ôi nhà tao cả ngô bao thóc một tháng 10 nó mà mang cho nó 20 quả trứng mình chưa mang được. Đây ăn, ăn nhiều thích. Trứng gà thì ăn chẳng ngon, chả không, trứng an bà không ăn ngay. Bà nó đẻ ra để tầm khoảng 15 ngày ăn thì là nó không chát. Trứng ngỗng thế. Đẻ ra mà ăn ngay chát lắm, không ăn được. Nhưng mà lúc lúc để lâu nó ăn nó không chát đâu. Năm trứng ung mất màu còn được 4 con, nó đẻ chết một con. Lúc nào đẻ tao mấy quả cho tôi gạo. Nhớ. Nó đẻ một đứa đẻ bao nhiêu mà. Quả. Quả. Ai cháu tưởng là bảo là có 5 quả. Không, 50 quả. Lúc nào vậy để cho tao mấy quả cho gạo. Nhưng mà hình như nó đẻ cách nhật đúng không? Ừ. Đầu tiên thì cứ cách một ngày xong rồi giữ cách 2 ngày xong rồi cứ cách một ngày. Nhưng mà có đợt thì nó đẻ liên tục 3 quả xong rồi nghỉ. Nhà để 5 quả không nghỉ. Bán thế đi, cái chỗ ốc luôn, cái năm quả, cái cả nó cũng 5 quả. Cái chỗ cuối công an thì về, nó đẻ chết một con. Chị chạy vào xong rồi uống một rồi em ấy. Chạy vào xong rồi chạy một chút à. Khi nào nở mới trả tiền chứ? Được chưa? 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 Được ch